chào tất cả mọi người đã đến video tiếp theo ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì trước mắt mọi người đó là hoàn cảnh của một gia đình được giáo xứ ở đây giới thiệu. Thì cơn bão vừa qua thì đã thổi bay mái tôn ở phía trên rồi, nhưng mà được chính quyền địa phương và giáo xứ ở đây hỗ trợ cho mái tôn. Thì hôm nay mình biết được cái hoàn cảnh của anh. Thì nghe đâu nói rằng vợ bỏ anh đi từ lúc mà hai đứa con anh còn nhỏ và anh phải nuôi một mẹ già. Bây giờ mình cùng tìm hiểu nha. Anh giờ mù ra cho. Em chào chị nha. Chị cởi mù ra đấy, cởi mù ra được không? À chị. Nói điều nói nhỏ nhỏ rồi thôi, không nói to nữa. À, chị nói chuyện không được. Chị là bị bệnh gì vậy anh? Dạ, bị ở bệnh hiểm nghèo đó, bị bệnh ung thư nha. Nói chung là chị gọi là giai đoạn cuối đó, giai đoạn tư đó. À, chị là bị ung thư giai đoạn cuối. Giai đoạn tư đó. Dạ, anh cho em biết là anh tên gì anh? Dạ, Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn. Dạ, chị là gì với anh à? Dạ, vợ. Vợ anh. Dạ, thì mình có mấy cháu anh? Dạ, hai. Dạ, hai cháu của mình lớn chưa? Đi dạ, lên. Hai đứa cháu, em hai vợ. À, anh hai đứa vợ. Để vợ trước mất là được hai đứa cháu, nói chung ở phần làm thì là cũng điện trường ra lắm, có bữa chưa đi rồi lo thì toàn điện được đó. Làm ở đâu? Ở Sài Gòn. Sài Gòn. Công việc hàng ngày của anh là làm gì anh? Giờ đi làm thuê rồi đó. Là anh làm nương làm rẫy, ai thuê gì mà làm nấy? Dạ. Bây giờ chưa là bữa chưa là theo vợ ở nhà đó. Dạ. Chị thì có còn phải vào thuốc hay gì không anh? Dạ, có thuốc cho đi mua thuốc về uống rồi đó. Chứ bác sĩ nói rằng thì mình nghe này đó, mua thuốc uống. Thì cái lúc mà chị phát bệnh là bao nhiêu năm rồi anh? Dạ, 2017, tháng 16, tháng 2, 2017. Dạ. Trước mắt mọi người đó là vợ của anh Tấn. À. Cho chị miếng nước. Không. Chị cứ ngồi đi. Chị ăn cơm nước gì chưa? Dạ không. Rồi là anh, 5 ngày nữa là ăn rồi. 5 ngày này chưa ăn này, ngon này. Không mua được yến đâu mà cũng uống được đấy. Là 5 ngày này chị không có ăn. Ăn chi được chi vô là ra lại thôi. Ừ, yeah. Cái tay của chị nó bị phù lên này nha. Cái bị phù một tay lên. Phù một chúng tay. Chúng ta người đi. Là bác sĩ nói là chị bị ung thư vú. Ung thư vú mà cả một đợt thì hai đợt rồi. Bây giờ chưa chạy lên đây này. Chạy lên đây mình chưa lùi cả thì chạy sống đi lại nhưng cũng có cái chuột. Chứ bác nói là mình mua một cọng cái mạch vành để mà chuyên cái mạch tím ra này cánh tay để dùng thông cái đường không bị phù tay lên, nó không bị sưng. Để dùng thông bớt đợt với là một mũi thuốc là 25 triệu nữa, hết 50 mấy triệu bạc đó. Mà cũng thiệt chứ rồi cũng giờ chứ mà cũng lăn cũng có tiền mà làm luôn. Là mỗi thuốc 25 triệu. Cái mũi thuốc về là cái ống để nó trang một mâm con. Dạ. Giữa anh chị có mấy cháu? Thì có chứ chưa lắm đó. Chưa có cháu nào hết. Dạ. Chị là quê ở đâu anh? Giờ còn ngàn đấy nè. Cũng ở đây luôn, cũng dạ. Ở xã Sơn Thủy mình luôn. Dạ. Thì hôm nay thì em có duyên ra với cái giáo xứ Sơn Thủy. Dạ. Thì hôm nay em cũng có một phần của cô Tuyết ở trong quận Bình Thạnh á. Thì cô Tuyết ở trong quận Bình Thạnh có gửi cho em một ít quỹ thì gặp mỗi hoàn cảnh thì hỗ trợ một người một ít á. Thì đây là số tiền em gửi anh 500 ngàn tiền của cô Tuyết bán trái cây ở chợ Bình Thạnh. Dạ. Dạ. Thì em xin cảm ơn chị đã gửi lời cho em cảm ơn. Dạ. Hy vọng là các mạnh thường quân có xem được cái video này thì chung tay giúp đỡ cho chị nha. Có thể liên hệ qua cái số của cha giáo xứ Sơn Thủy thì mình sẽ để cái số điện thoại của cha trên cái clip này. Thì bây giờ thì chị thì không ăn uống được gì nữa. Dạ, dạ chưa. Giờ đã uống chi vô là ra lại. Chị chỉ có uống nước thôi, uống sữa thôi. Dòng sữa vô ra. Còn được đó, được điện thoại ví dụ trong xúc miệng được đó. Vậy bây giờ anh chỉ có ở nhà loanh quanh ở đây để chăm sóc chị thôi chứ đâu có dám đi làm xa hay là đi đâu dạ, xa. Dạ, làm có được mua mày gần cả năm đi đấy. Dạ.
cái đợt bão vừa rồi á mình có bị ảnh hưởng gì không anh? Do bãi thì cái mạng đấy đấy, bãi Là hiện tượng bay là hết sao cả cái đấy, tôn này luôn. dạ 15 loài đấy, Cái này giờ anh em bị ba con sổm đêm 15 loài chụp lại. à dạ là bà con xóm làng ở đây với lại giáo xuống ở đây là gom tiền lại cho mình. Do có cái cảm như là giống như anh em sổm ở đây đấy, tới cái gian Là đó mình chụp chỉ bay tôn thôi ha. dạ bây tôi bị bay cái vách này để cái vách sổm Sập, bay bằng lật sập hết. cái vách luôn. Bây giờ xóm làng giúp đỡ lại, làm lại. Anh chăm sóc chị nha. Em cũng Dạ. xin phép em đi tới một số hoàn cảnh nữa. Dạ. Chiều em sắp xếp vô Sài Gòn á. Dạ. Rồi em chào anh chị nha. Thôi rồi em cảm ơn anh. Dạ, em chào chị. Chưa thấy. Rồi, xin chào tất cả mọi người, cô chú, anh chị đã đến với video tiếp theo ạ. Hiện tại thì mình cũng đang có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ở xã Sơn Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì trước mặt mọi người đó là hoàn cảnh tiếp theo mà mình có duyên đến với miền Trung, cứu trợ miền Trung đợt này nha. Đây, mình sẽ qua đây để giới thiệu hoàn cảnh nha. Rồi, con chào mấy mấy mấy, mấy bác nha, mấy cụ nha. Rồi. Dạ, cô cứ ngồi đây nói chuyện đi. Miếng muối đỏ đi. Bà Ôi, bị không được. dạ khỏi đi anh. Bà bị bệnh gì mẹ? Đó. Mà do nó mà bảo bệnh đủ rồi thôi. Bị viêm cỏ thằng mày mới lên nữa. À, trò chuyện không được phải tiền mệt vì nó mua gì nó chậm mặt hả? Dạ. Chị qua qua tay là con gái của mình. Chị qua trò chuyện với Hai em mẹ xin. con. Có nội chuyện cho họ quý của mày đó. Em chào chị nha. Dạ. Dạ chị tên gì có thể cho em biết được tên không chị? Dạ. Mình tên Tên gì gì thì chị? nói để chị xem. À chị Sen. Dạ. Chị là con gái của Dạ, cụ đúng con không? trai con gái. Dạ, mẹ Dạ, thì hoàn hai cảnh mà. của cụ thì như thế nào chị? Mẹ rồi cực khổ đi rồi hai mẹ con thôi. Là có hai mẹ con, là chỉ có mình Thôi chị với đi. mẹ À thôi. dạ, rồi hai mẹ con không Dạ. ai hết nữa. Chị mắc quả chị chắc gì ở trong này. Dạ, mẹ bệnh gì vậy chị? Dạ, bị đau sơ gan. Bị sơ Dạ. gan. Sơ Thôi ở gan trong rồi này. bị mật. Dạ, sơ gan được mặt rồi. Dạ. Hai ngày công việc của mình là cái gì chị? Dạ. Hàng ngày công việc của mình á, làm công dạ việc gì? dạ em á Dạ. giờ cũng đi trái báo Là mình đi làm thuê làm mướn cho họ thôi. dạ cũng đi trái báo đi giống dưa đó rồi À dạ. tự nhiên mua giống dưa thôi cho con không bị Bây đau giờ thì cụ có thể ăn uống được cái gì không chị? dạ cũng ăn cũng bị được khô để em bị uống sữa Không sữa. Nhưng em tới em hỏi cụ còn biết không ta? dạ mệt cho mệt bị Nhưng mà vẫn nghe mình nói chuyện bình thường đúng dạ không? dạ né mang mệt vẫn được Là vẫn nghe bình thường. Dạ. Chị có anh chị em gì không? Dạ không. Là chỉ có Đâu một phải là mình ba chị em là kiểu con của cậu thôi, chứ không có em ruột. à, chị em ruột thì chỉ có một mình cụ Dạ, với lại hai chị mẹ thôi. con thôi. Dạ. Đây là một gì? Chị có chồng chưa? Dạ có rồi. À, mình có gia đình rồi. Dạ. Và đi được ba con. Đợt bão vừa rồi nhà mình có bị ảnh hưởng gì không chị? Dạ, nhang bảy tôn hết, đất lực mạnh là một tôn mà lên luôn. Bay hết tôn luôn. Dạ, bay mình được, Bay mình mệt được tiếng, bay mình được mà bay hết luôn. Trời. Nhà chưa bữa nhà được hết. Bên Dạ. nó được nói mình lại thôi mẹ qua ở bên nhé. Rồi đem qua mẹ đến năm. À là lúc nãy em qua cái nhà bên kia là lúc đó là Dạ, mẹ ở nhà bên công việc ở đó. đây. Dạ. Dạ. Thì bay hết tôn Dạ, bị ảnh bay hết hưởng. được. Dạ. Dạ. Thì bà bệnh như vậy nè, là có chính quyền địa phương hỗ trợ gì không chị? Bà bệnh như vậy nè, là chính quyền địa phương ở đây có hỗ trợ gì không? Bà có được bảo hiểm hay là gì không? Bảo hiểm thì mua bỏ tiền nó bảo hiểm mua thì cho mình mua họ Mình không có được hộ cận nghèo hay là gì hả? dạ dạ cũng có tự À, mình mua thôi là tự mình mua thôi. dạ Ừ. là mẹ không có nghèo thì nữa. Mẹ cũng không được hưởng tiền tiền dạ của người già luôn, trợ cấp người già luôn hả? dạ không mẹ không chưa nữa Cũng không có tiền trợ cấp người già luôn. dạ Thì lâu lâu thì mình được bên giáo xứ hỗ trợ thôi, chứ còn ở dạ xã phường thì không có. dạ Chỉ được giáo xứ hỗ trợ.
Dạ, hồi theo chuyện gì gặp anh cứ cho đó. À, rồi, em hiểu rồi. Thì hôm nay em tới đây em cũng có cái phần quà của anh Dũng Võ ở bên Mỹ á. Dạ. Anh có gửi cho em một ít, thì gặp hoàn cảnh nào khó khăn này hỗ trợ chị. Dạ. Thì hôm nay là trước tiên là em gửi, em xin trích quỹ của anh Dũng Võ ra. Em gửi chị 500. Dạ. À, chị mua sữa hay gì đó dạ. cho. Chị, em cảm ơn chị đó. À, chị cảm ơn anh Dũng dạ. Võ. Dạ. Rồi mình có số điện thoại không? Dạ có. Số điện thoại chị nhớ số điện thoại chị không? Dạ có. Rồi chị đọc giùm em số điện thoại lên để mọi người có thể trực tiếp liên hệ với chị nha. Hoặc là qua cái số điện thoại của cha xứ cũng được. Dạ. Chị cứ đọc số điện thoại chị đi. Dạ. Thì trước mắt mọi người đó là hoàn cảnh của cụ bà mẹ của chị Sen đúng không chị? Dạ. Mẹ chị Sen thì bệnh gan, ung thư túi mật. Và không có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương hoặc là hưởng cái tiền của người già gì hết, chỉ có được hưởng hỗ trợ của giáo xứ Xuân Thủy ở nơi đây thôi. Thì quý cô chú anh chị nào có xem được cái đoạn video này thì chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của mẹ qua thông qua số điện thoại của chị Thủy nha. Và số điện thoại là 0393 634 634 867 867. Rồi, mình sẽ để cái số điện thoại này ở dưới cái đoạn video nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đoạn video ạ.